Trung Quốc đã cử tàu cứu nạn Nam Hải cứu 101 tới hiện trường phối hợp tìm kiếm máy bay tuần thám Casa của Việt Nam. Sáng sớm ngày 17 tháng 6, sau khi nhận được yêu cầu từ phía Việt Nam, Trung Quốc đã cử tàu cứu nạn Nam Hải cứu 101 cơ động từ Nam Hải có mặt tại hiện trường ở phía đông đường Phân Định để phối hợp với các lực lượng Việt Nam tìm kiếm chiếc máy bay tuần thám Casa 212 của cảnh sát biển gặp nạn hôm 16 tháng 6 năm 2016. Tàu Nam Hải cứu 101 được coi là tàu cứu nạn tốt nhất Trung Quốc hiện nay cả về kích cỡ, công suất, tốc độ, trang bị lẫn khả năng cứu hộ. Theo trang Sohu, tàu có 7 tầng, dài 109,7 mét, chi phí đóng tàu là 260 triệu nhân dân tệ, xấp xỉ 40 triệu USD. Nam Hải cứu 101 được trang bị 2 hệ thống động cơ, mỗi hệ thống 6 máy đạt tốc độ tối đa 22 hải lý một giờ, sức kéo 140 tấn, có thể cứu hộ 200 người cùng lúc, hoạt động liên tục 10.000 hải lý. Nhờ thiết kế chống rung lắc, tàu có thể hoạt động trong điều kiện biển động cấp 9, gió cấp 12. Trên sàn tàu có chỗ thiết kế cho trực thăng cứu hộ S-76 cất hạ cánh. Bên trong tàu có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, họ sẽ vận hành hệ thống thang máy để di chuyển nạn nhân tới phòng cấp cứu. Phòng trang bị máy làm ấm cơ thể trong trường hợp nạn nhân nhiễm lạnh, mất nhiệt. Hệ thống thông tin liên lạc qua vệ tinh trên Nam Hải cứu 101 cũng được coi là hiện đại nhất và duy nhất ở Trung Quốc, có thể đảm bảo liên lạc thông suốt dù thời tiết xấu. Nhờ vận hành chủ yếu bằng tự động hóa, tàu Nam Hải cứu 101 có số nhân viên là 24 người, nhưng vẫn đảm bảo cứu hộ tối đa cho 200 người. Bắc Kinh nói triển khai nhiều tàu bè và máy bay tới tìm kiếm phi cơ quân sự Việt Nam gặp nạn vì tinh thần quan hệ hữu hảo. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vừa loan báo chính quyền nước này đã ngay lập tức triển khai 9 tàu thuộc lực lượng hải quân và tuần duyên tới Vịnh Bắc Bộ giúp Việt Nam ngay sau khi nhận được đề nghị của Hà Nội. Bà Hoa cho biết thêm rằng, ngày 18 tháng 6, Trung Quốc triển khai thêm 4 máy bay cũng như 8 tàu đánh cá tới tham gia công tác cứu hộ, và rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục dốc hết sức lực giúp Việt Nam vì tình hữu nghị và lý do nhân đạo. Theo nữ phát ngôn nhân này, thì tới nay, tàu của Trung Quốc đã gần 40 lần ra khơi và máy bay của nước này đã thực hiện ít nhất 6 chuyến bay tìm kiếm. Bắc Kinh cũng đồng ý cho phép tàu thuyền của Việt Nam tiến vào phía vùng biển của Trung Quốc để thực hiện công tác cứu hộ. Mỹ ngày 17 tháng 6 cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, nhưng hiện chưa rõ phản hồi của Hà Nội ra sao. Máy bay tuần thám CASA-8983 của Cảnh sát biển Việt Nam gặp nạn phía đông nam đảo Bạch Long Vĩ trong lúc tìm kiếm phi công lái máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó. Truyền thông nhà nước cho hay lực lượng cứu hộ ngày hôm nay đã xác định chính xác vị trí của một động cơ máy bay CASA gặp nạn ở độ sâu khoảng 60 mét. Hai thi thể đã được phát hiện tại nơi tìm kiếm chiếc máy bay của Cảnh sát biển. Phải nói là hôm nay thì thời tiết nó cũng rất là phức tạp. Ban chỉ đạo đã yêu cầu các lực lượng ở cả hai khu vực là tích cực chủ động và chạy đua thời gian. Cả hai khu vực, đó là cái khu vực Hòn Mắt, chúng ta đang tìm kiếm máy bay Su-30 và khu vực ở phía nam Bạch Long Vĩ liên quan máy bay Casa-212. Ngày hôm nay thì các lực lượng áp dụng một số những cái trang bị kỹ thuật và phân giải, phân tuyến để chúng ta mở rộng hơn để tìm kiếm những cái thông tin, những cái tín hiệu khả quan hơn. Nhưng mà trong cái điều kiện chung thì một số cái phương tiện kỹ thuật của chúng ta cũng chưa áp dụng được do cái sóng biển rất là lớn mà không đủ cái điều kiện cho phép để chúng ta sử dụng cái trang thiết bị đó. Và mong muốn rằng là đến ngày mai thì thời tiết nó tốt hơn thì chúng ta hy vọng một kết quả tốt đẹp hơn. Thưa đồng chí, theo phóng viên được biết thì vị trí mà máy bay Casa-212 gặp nạn thì nằm ở khu vực giáp với đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay thì phía bạn đã tích cực hỗ trợ chúng ta trong công tác tìm kiếm cứu nạn này như thế nào và dựa trên những cơ sở luật pháp quốc tế như thế nào? Ngay tối hôm 16 tháng 6 thì đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp gặp đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội để thông báo tình hình và đề nghị phía Trung Quốc tạo mọi điều kiện để cho phía Việt Nam tìm kiếm nhanh nhất, hiệu quả nhất
Phải nói rằng là khi mà đồng chí Thứ trưởng thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc ấy, thì Đại sứ Trung Quốc cũng đã chia sẻ cái vấn đề này và cũng nêu vấn đề là sẽ tạo mọi điều kiện để cho các tàu Việt Nam sang phía đông phần đường Vân Định và sẵn sàng hỗ trợ những cái biện pháp hiệu quả và tích cực để giúp cho cái việc tìm kiếm này nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đặc biệt là sau khi đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo là cái đồng chí Lê Kim Toàn của chúng ta ấy, gặp nạn lần này là một trong những phi công mà rất là chủ động mà trực tiếp tham gia cái tìm kiếm MH370, thì đại sứ Trung Quốc rất là cảm động và cho rằng là chính cái thông tin này thì Trung Quốc lại càng phải nỗ lực hơn, tích cực hơn, bởi vì là cái MH370 bị tai nạn thì phần lớn là công dân của người Trung Quốc. Phải nói là ngay trong tối hôm 16 ấy thì phía Trung Quốc đã cử hai cái tàu cảnh sát biển và một cái tàu hải tuần 101 là đã ra khu vực. Và những ngày gần đây thì Trung Quốc đã sử dụng máy bay rồi 8 tàu chấp pháp của Trung Quốc và 8 tàu ngư dân để họ cùng nhau xác định và tìm kiếm ở phía vùng biển Trung Quốc mà tiếp giáp với cái đường phân định của chúng ta. Cái sự hợp tác với ta ở Trung Quốc thì cũng phải nói rõ là hiện nay thì các lực lượng của Trung Quốc thì đang hoạt động tìm kiếm ở phía đông đường phân định, tức là ở vùng biển của Trung Quốc. Và cái việc hợp tác này thì tôi cho rằng là cũng trên một cái tinh thần là công ước của luật biển, những cái quốc gia ven biển là phải có trách nhiệm của mình đối với những cái vấn đề mang cái tính hoạt động liên đảo như thế này và bắt buộc là họ phải làm. Cái thứ hai là trong cái quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện như thế này thì cái việc hợp tác nhau và cái trách nhiệm như này thì nó mang một cái tính rất là tự giác thôi, và luôn luôn chúng ta phải hỗ trợ nhau như là chúng ta làm với MH370 và nó trở thành một trách nhiệm của quốc gia và cũng góp phần để phát triển quan hệ hai bên. Một lần nữa thì cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn. Trong chiều nay, Cục Hàng không Việt Nam đã có cuộc làm việc với đại diện hãng Airbus, nhà sản xuất máy bay Kasa-212 và đại diện nhà cung cấp thiết bị dò tìm hộp đen mà Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam đang sử dụng để tìm kiếm máy bay Kasa-212 gặp nạn. Tại cuộc họp, đại diện hãng Airbus cho biết, ngay sau khi biết thông tin máy bay Kasa-212 mang số hiệu 8983 của Việt Nam bị nạn, hãng Airbus đã gửi lời chia buồn sâu sắc và gửi lời đề nghị đến Việt Nam, bày tỏ mong muốn sẵn sàng hợp tác phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Airbus cam kết cung cấp toàn bộ thông tin, số liệu liên quan đến hộp đen để phục vụ quá trình tìm kiếm. Chúng tôi khẳng định sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Việt Nam tối đa về mặt kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân của tai nạn cũng như tìm kiếm quân nhân mất tích. Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa các thiết bị dò tìm hộp đen DTI-300A vừa được mua về và đang trong giai đoạn chuyển giao công nghệ vào sử dụng để tìm kiếm máy bay Kasa-212 mang số hiệu 8983. Thiết bị này do công ty của Hoa Kỳ cung cấp. Cán bộ kỹ thuật của nhà chế tạo cái thiết bị dò tìm hộp đen đã đi cùng với cả các đội ngũ chuyên gia của Tổng ty Quản lý bay Việt Nam trên các tàu của Cảnh sát biển, của Hải quân để thực hiện tham gia cái công tác dò tìm này. Và chúng tôi cũng đã vừa thống nhất với cả phía bạn là nếu trong trường hợp cần thiết thì vẫn tiếp tục bạn sẽ sẵn sàng tiếp tục cử thêm những cái chuyên gia kỹ thuật kể cả từ chính quốc là từ Mỹ để sang giúp chúng ta trong cái công tác này. Phía Airbus sẽ cung cấp các thông tin liên quan tới câu hỏi của Việt Nam muộn nhất 24 giờ sau khi kết thúc cuộc họp.